Hiện nay là cũng là làm ở sở giáo dục đào tạo. Thì quê tôi ở Quảng Bình, thì tại sao tôi phải làm MY? Thực sự với một cái thu nhập như vậy và với một cái công việc của một như vậy, một nhà báo, một cái nhà giáo, thì chắc chắn rằng mọi người họ bảo là ổn định lắm rồi, đúng không? Ổn định lắm rồi. Nhưng tại sao là tôi làm MY? Thế thực ra các chị ạ, hôm nay là tôi cũng gặp cái cơ hội kinh doanh của MY ở trên một chuyến tàu tốt nhất từ một cái người rất là xa lạ. Chị đó là lên từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi thì lên từ Nha Trang. Nhưng sau quá thì chị dò hỏi thì đến ra thành Bình Định, tàu SE4 chạy ra Bình Định, bắt đầu anh chị đó bắt đầu mới lôi ra mình nói em quay. Nhưng mà thực sự nói sơ sơ thôi các chị ạ, nói xem ban là bảo tôi em xem đi rồi cho chị ngủ. Và tôi đi trên tàu đó, tôi nhìn được những cái giá trị của em quay ở trên tàu, và tôi đã nhìn được cái con số ở trên tàu, và tôi quyết định tôi xuống vào thành phố Hồ Chí Minh tôi làm em quay. Và tháng đầu tiên tôi làm cấp độ 15%, không phải bao nhiêu. Thì bà kia người bảo trợ tôi ấy, và bảo thành phố vào Nha Trang.